Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cảm biến ngắt lạnh của Hyundai 3,5 tấn, sản phẩm của HCC Hàn Quốc. Đây chính là cái hình của cái cảm biến ngắt lạnh này. Với cái dòng này nó là dòng xe đời cao nên là cảm biến ngắt lạnh hoàn toàn bằng điện tử. Vì sao em lại nói thế? Tức là cái mũi ngửi này của nó sẽ là cái mũi ngửi điện tử này. Đấy, đưa ra truyền cái cảm biến và đưa ra cái phần rắc điện để báo về cái hộp điều khiển, hộp xử lý của hệ thống điều hòa. Đây là hàng xịn anh em nhé. Đây, xịn của HCC Hàn Quốc đây. Đây là cái chân rắc của nó này. Chân rắc của nó thì sẽ có 4 chân này. Đấy, 4 chân kim. Đó. Đây là cái phần mà chúng ta sẽ gài vào trong cái thân của cái dàn lạnh. Đấy, chúng ta sẽ gài vào trong như này để nó giữ. Mặt này là chúng ta sẽ đấu ra ngoài để cắm với dây điện. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái cảm biến ngắt lạnh của VinDay HD 72 và 3,5 tấn. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Không hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại Garauto BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp.